ăn gỗ béo mà không thấy béo ạ. Dạo này nó ăn cám và cỏ ít, trên lưng nó thì lông cứng, khi cạo lớp lông đó thì nó mụn trắng. Vậy bác cho cháu hỏi làm thế nào để cho bò ăn uống tốt trong giai đoạn gỗ béo này, và lông bò bị như vậy thì có sao không, và chữa thế nào, có cần bổ sung thuốc bổ hay khoáng chất gì không ạ? Vâng, cái với cái hiện tượng trên ấy là theo chúng tôi là có hai khả năng. Cái khả năng thứ nhất là cái quá trình chăm sóc nuôi dưỡng kém, hay nói một cái khác là cái dinh dưỡng kém, thì đấy là cái khả năng thứ nhất. Còn cái khả năng thứ hai là nhiều hơn, đó là do bò bị nhiễm giun sán và có nhiễm ký sinh trùng đường máu nha, nhiễm giun sán cùng với nhiễm ký sinh trùng đường máu. Do vậy trong trường hợp này thì theo chúng tôi là anh cần phải khắc phục như sau. Thứ nhất là phải điều chỉnh lại cái khẩu phần ăn. Thế cái việc điều chỉnh lại cái khẩu phần ăn ở đây là tăng cái hàm lượng protein trong cái khẩu phần thức ăn, đặc biệt là cái khẩu phần thức ăn tinh nhá. Khẩu phần thức ăn tinh, cái tỷ lệ thức ăn tinh trong khẩu phần thức ăn cũng có thể tăng lên một chút, như tăng lên một chút thôi chứ không được là tăng lên nhiều. Và trong cái khẩu phần thức ăn tinh đấy thì tăng cái hàm lượng protein, có cụ thể là tăng cái bột cá hoặc là bột đậu tương hoặc là bột thịt trong cái thức ăn tinh. Thì đấy là cái vấn đề thứ nhất mà cần phải lưu ý. Và vấn đề thứ hai là phải tẩy giun sán cho bò. Thì cái tẩy giun sán cho bò ở đây thì anh có thể dùng một trong loại thuốc sau đây. Và đối với bò thì chủ yếu là cái sán lá gan. Do vậy là thuốc tẩy sán lá gan anh dùng là dùng Dectin B hoặc là Hanectin B cho uống một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Thì thực tế nếu là Dectin B thì cứ một viên dùng cho 50kg trọng lượng của bò, và anh ước chừng bò bao nhiêu kg thì nhân lên sẽ ra được cái số viên để cho bò uống. Và tôi nhắc lại là một viên dùng cho 50kg thể trọng hoặc là khối lượng cơ thể của con bò, và cho uống một lần vào buổi sáng. Và sau 5 ngày dùng thuốc tẩy sán lá gan thì anh dùng thuốc để diệt ký sinh trùng đường máu hay là điều trị ký sinh trùng đường máu. Thì thuốc để điều trị ký sinh trùng đường máu hiện nay có hai loại thông dụng nhất, thì tôi nêu hai loại thông dụng thôi, thường còn tất nhiên có rất nhiều thuốc để tác dụng đối với ký sinh trùng đường máu, đó là azidin hoặc là triparosoma. Thế vậy thì azidin hoặc là triparosoma tiêm cho bò 2 lần, mỗi lần cách nhau 4 đến 6 ngày, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và nhớ là tiêm bắp hoặc có thể là tiêm chậm vào tĩnh mạch. Trước khi tiêm cái thuốc ký sinh trùng đường máu thì anh cần phải lưu ý là tiêm thuốc trợ sức trợ lực và trợ tim, đó là vitamin C, B1 và caffeine, tiêm cho bò trước đó 5 phút, sau đó mới dùng thuốc là tiêm điều trị ký sinh trùng đường máu. Thêm với cái phác đồ trên sẽ khắc phục được cái hiện tượng mà bò hoặc là bê mà anh vỗ béo thường là chậm tăng trọng hoặc là chậm béo lên. Thì tất nhiên là ngoài cái việc các cái thuốc mà điều trị trên thì anh cũng có thể bổ sung thêm cái primix khoáng và các vitamin tổng hợp nhá. Primix khoáng và vitamin tổng hợp và những cái thức ăn bổ sung thì bổ sung vào khẩu phần ăn thì nó có tác dụng là rất là tốt để tăng trọng, kích thích cho bò nhanh tăng trọng và được tốt. Thế còn cái da của con bò nó có hiện tượng vảy trắng ấy, thì anh có thể là anh dùng nước lá chầu không sắc đặc anh tắm hàng ngày, dùng nước đá chầu không sắc đặc anh tắm hàng ngày và cứ tắm liên tục, tắm liên tục 7 đến 10 ngày. Thì cái việc mà da khô, lông xù và cứng ấy, thường là chủ yếu là do cái trạng thái dinh dưỡng không tốt, do cái hiện tượng nhiễm sán lá gan cũng như là ký sinh trùng đường máu mà nó có cái hiện tượng trên. Và khi mà chúng ta khắc phục được cái bệnh ký sinh trùng đường máu và bệnh sán gan thì nó sẽ khắc phục được cái hiện tượng mà da thô,
nhiều vảy trắng và lông xưa cứng.